thì những tình huống cố định trong những trận đấu mà bế tắc và mình gặp những đối thủ rất mạnh thì mình cũng không lên bóng được nhiều ấy, thì nó những mang tính chất rất là quan trọng, có thể là mình có thể giải quyết trận đấu như bình thường những cái trận đấu mà căng thẳng. Những tình huống cố định có thể giải quyết được trận đấu. Và Dung cũng rất hy vọng là đội tuyển Việt nữ Việt Nam có thể tận dụng được nó. Trong những buổi tập thì bác đều chú trọng tới tất cả các tình huống trên sân. Và không chỉ riêng bản thân Dung mà bác luôn tập cho tất cả các chị em trong đội. Vì bóng đá là môn tập thể và đôi khi thì cũng tất cả những vị trí trên sân cũng có thể là chơi được. Và hơn nữa thì giải đấu sắp tới mình đều gặp những đối thủ rất là mạnh, và họ có thể hình cao to. Và gần đây bác cho mình tập những quả phạt cố định là trong cự ly ngắn, nhỏ, và đấy có thể tạo ra sự bất ngờ. Dung cũng cảm thấy rất là thoải mái với cái giải đấu lần này, và đối thủ lần này đều là những cái cầu thủ rất là khỏe, cao to, và bên cạnh đấy thì cũng phải làm sao để cho các em thi đấu xen kẽ nữa. Thì đấy là một cái mà sự tính toán của bác rồi, Dung không có ý kiến gì thêm. Cảm thấy rất là vui, và tất cả chị em trong đội cũng cảm thấy hiểu cái những cái gì mà tất cả mọi người đã cố gắng trong suốt thời gian qua đã được đền đáp. Thực sự là thời tiết khá là nắng, và mọi người về đây thì có 2 ngày tập rồi cũng khá là mệt, và đấy là tất cả chị em phải cố gắng làm sao để làm quen, và khi sang kia mình từ nóng sang lạnh để mình có thể có cái trạng thái tốt nhất ạ.